Chào quý ông bà cô bác. Hôm nay mình đến dự lễ tang của bà Đoàn Thị Hạnh. Bà đã trừ trần vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 2023 nhằm ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch năm Quý Mão. Bà hưởng thọ được 74 tuổi. Quê quán của bà ở ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Lễ an táng của bà vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Quý Mão tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Lễ nhập quan xã con cháu phải xá hay xá, lại hay lại, xá hay xá, để cho anh em lại xong cho anh em để nắp. Trước khi làm lễ nhập quan, gia đình cũng có cúng củ quyền thức tổ Úc Mâm, cúng đất đai nhân trạch Mâm. Và con cháu của bà lại bà rằng xá hài xá, lại hài lại, xá hài xá, rồi cho xong hết rồi anh em mới đậy nắp cái gì. Chứ chị anh đây đâu không cần nha, không cần nha, chứ có làm gì chứ còn công chuyện bên đây không cần nha. Phải không? Có, bên đây có thẳng luôn. Có. Để đi cực nữa đi. Lại xong rồi lại nắp rồi trang trí. Thank you.
Còn hai dĩa trái cây nữa đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trần ai à tội tôi, tái tổ tâm bỏ tình ta, làm tái ô mắt ta tận đồng tình. Tóc con dạng tay à phương, ngủ phục chim em đã phục mẹ phục mình. Bình thân mẫu quê mình não quên mà lòng xót đau dấn thần mấy tầng.
chỗ tiền tiền ông đứng ấm thank you.
8 giờ 8 giờ rưỡi thì cúng nha, rồi đứng về xá 2 xá.